đủ chưa, chúng ta vẫn còn. Chúng ta vẫn còn các học viên đang di chuyển lên. Chúng mình đợi các bạn học viên. Rồi các bạn, bởi vì năm nay chúng ta là sinh nhật 7 tuổi, vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau hô 7 lần Proji và sau đó cùng hô thật lớn là Happy Birthday, được không ạ? Xin nhắc lại là chúng ta sẽ cùng nhau hô 7 lần Proji, sau đó là hô Happy Birthday. Rồi các bạn học viên đã đủ và chúng ta hãy cùng nhau hô 1, 2, 3. Quá tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin mời các con trở về vị trí của mình.